Dạ, anh có thể chia sẻ một tí nữa là ví dụ như cái lương á, cái lương của anh là nhận theo giờ, theo tháng, rồi anh có thể chia sẻ một chút chút về giống như thu nhập của anh á, để cho nhiều người cũng đang thắc mắc có thể biết được. Thì ở bên này anh em mình sang bên Nhật này thì nó công ty thường giá theo hai kiểu, một là lương cơ bản là theo tháng, là tháng mình được khoảng tầm bao nhiêu man một tháng. Hoặc thứ hai là lương theo giờ làm việc thì khoảng tầm sen hơn sen một giờ làm việc. Thì thinh ra là tháng nó cũng khoảng tầm 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 khoảng 18. Hello, xin chào mọi người. Hùng đang ngồi cùng với đây là anh Sáng nha mọi người. Thì anh Sáng đây là anh đi theo diện kỹ sư ạ. Thì hôm nay Hùng vô tình gặp anh xong đây nói chuyện với anh bắt chuyện, chứ Hùng sẽ hỏi anh vài câu để tham khảo về cái vấn đề anh đang đi diện kỹ sư á, cho nhiều người mà đang ở Việt Nam muốn đi kỹ sư á thì để biết được. Bây giờ để Chào mọi người nha. anh giới thiệu với bản thân một tí đấy. Anh ở quê ở Việt Nam ở chỗ nào đấy, người anh sang Nhật lâu hay chưa đấy? Mình tên là Sáng, mình sinh năm 86, mình mới sang Nhật được 25. Mình ở Hải Dương. Hải Dương, anh sang Hải Dương nha. Ai bà con Hải Dương có đây nhìn đồng hương này. Thì kiểu là anh sang Nhật 2 năm thì anh đi diện kỹ sư đó. Mình đi diện kỹ sư. Thì kiểu hồi ở Việt Nam à, thì khi anh đi được cái diện đấy thì anh cần những cái gì anh? Thì kỹ sư hồi mình đi là cái hồi đấy là cũng thịnh, bắt đầu kỹ sư đi nhiều thì cũng đi cũng đơn cũng dễ thôi, học khoảng tầm như mình khoảng học khoảng tầm 6 tháng là đã đi được rồi. Kiểu như là yêu cầu ở cái kỹ sư á, ở Việt Nam chúng phải có bằng gì không ấy? Có bằng, từ bằng cao đẳng, bằng đại học, rồi có thể là những người bằng trung cấp mà đi làm khoảng tầm 15 rồi, ra ngoài có kinh nghiệm làm 15 rồi là có thể đi làm kỹ sư được. Trung cấp vẫn được á hả? Hoặc là người mà đi kiểu đi thực tập sinh này mà hết hạn 35 ở bên Nhật thì về vẫn có thể đi được dạng diện kỹ sư. Nhưng mà chi phí của anh hỗ trợ anh đi hết bao nhiêu? Mình chi Tổng phí của tổng chi phí mình luôn này, cho tổng chi phí luôn. là phí đi là nộp cho trung tâm là khoảng 7.000, còn đâu cái phí mà sinh hoạt rồi học thêm, học mấy sinh hoạt thời gian đi học Ăn thì uống tùy các thứ. người người có thể là 40-50, nếu mà tiết kiệm người, nếu mà không tiết kiệm thì tầm 100-200. Còn bây giờ nhá, em hỏi anh một tí là kiểu anh thấy cái diện kỹ sư thì nó sẽ được những cái quyền lợi gì khi ở bên Nhật này này, nó sẽ có những quyền lợi gì? Nói chung là ở bên này thì cái gì nó cũng có hai mặt, nhưng mà cái quyền lợi của người kỹ sư thì là mình gần như là mình tự do, Tự mình tự do. do để làm việc, tự do đi lại, tự do thuê nhà thuê cửa rồi chứ không phải như là thực tập sinh. Thực tập sinh thì mình phải phụ thuộc vào công ty. Anh được quyền giống chủ động được nhiều thứ á. Xong rồi kiểu chế độ của anh, như anh có thể được bảo lãnh vợ con gia Đúng đình rồi, gì không? có mình như diện visa kỹ sư thì là được bảo lãnh người thân, mình cứ sang đi khoảng tầm 6 tháng là mình được bảo lãnh người thân, sang 6 tháng thì bảo lãnh người thân, vợ bố mẹ con hoặc là anh chị em trong gia đình. những người trong hộ khẩu của mình á. Đúng rồi, người trong hộ khẩu. Con những cái giống như ba con bà anh em hàng xóm thôi thì cái đấy có được không? Anh thấy kiểu đấy chắc là không, mình chưa biết đó. Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Con kiểu như anh sang đây thì làm công việc gì Mình hiện làm tại? hồi mình mới sang được 2 năm thì 2 năm đầu mình làm ở Tokyo, ở Kyoto, mình Kyoto. làm bên cơ khí. Cơ khí. Còn đâu mình mới chuyển lên đây thì được khoảng tầm 1 tháng thì làm lên Hokkaido thì mới gặp Hùng đây, thì mình làm ở bên cũng làm cơ khí nhưng mà làm bên ô tô. Thì để không nói cho mọi người sơ sơ một tí,
Thực ra là anh Sáng là anh cũng vừa mới chuyển ở dưới vùng Kyoto, Tokyo, à dưới cái khu vực ở dưới kia gọi là miền Trung, ở lên trên Hokkaido hùng ấy. Thì bây giờ hôm nay hùng cũng dẫn anh đi chơi thể thao, tiền kiểu quay lại cái video. Để hỏi anh một vài vấn đề về liên quan đến kỹ sư á, cho nhiều bạn đang ở Việt Nam mà cũng đang thắc mắc muốn đi theo cái diện kỹ sư này á. Thì anh thì quê Hải Dương đấy, nói chung mà mọi người mà có thắc mắc cái gì liên quan đến kỹ sư thì có thể là bình luận về ở dưới video, để có thể anh và anh Sáng và Hùng có thể biết cái gì thì giúp đỡ cho mọi người. Còn kiểu anh sang đây thì kiểu là sao nhỉ, anh ở phòng á, ở phòng thì kiểu là... nhà ở. Ừ, nhà ở thì thế mình, anh ấy bảo là nhà ở mình đi diện kỹ sư đây thì mình có thể mình tự thuê nhà được, mình tự mang thẻ ngoại kiều của mình đi thuê nhà riêng. Ừ, mình không phụ thuộc vào công ty nên là có thể mình ở một người được, ở hai người được. Mấy cái về cái mức giá phòng đấy, còn nó thì còn dao động khoảng tầm 2 man 2 man rưỡi, còn 3 man nếu ở một mình một cái nhà khoảng tầm 3 man là có. Con đó là ở cái số tiền này là ở dưới trước, ở dưới dung vùng dưới kia, hay là anh ở đang ở trên vùng này, vùng Hokkaido này? Ở dưới kia cũng vậy mà ở trên này thì nó cũng tầm tầm như thế cả. Nhưng mà cũng phải kiểu mình cũng phải ở chung với một người nào đấy hay là không? Nếu mà mình muốn rẻ thì mình ở chung với một mấy bạn, còn không thì ở riêng được, tự thuê ở một mình được. Con ví dụ như mà chẳng hạn như là kia khoản đi lại, công ty đưa đón hay là anh phải di chuyển đi làm? Nói chung là anh em đi sang bên này làm thì đa phần tự anh em mình đi làm bằng phương tiện, đó là xe đạp là chủ yếu. Yeah. Còn đâu số ít thì là công ty xe, hoặc là ví dụ lên đây mùa lạnh, lạnh băng tuyết thì khả năng là có ô tô đưa đón. Chứ không thì mình không thể đi được bằng xe đạp. Còn kiểu một cái vấn đề nữa là anh thấy là kiểu đi theo dân địa xứ thì có yêu cầu tiếng hay không? Ngày trước anh đi thì có, thường là họ yêu cầu tiếng N3 L4, nhưng mà đợt bọn anh đi nó gấp quá nên là chắc yêu cầu gì chưa, không có yêu cầu mấy. Yeah. Nên là thành ra là kiểu sang bên này học làm thêm. Thì công việc nó lại bận rộn nên là cũng không có thời gian để học thêm tiếng, nên là tiếng cũng vẫn còn yếu lắm. Yeah. Anh có thể chia sẻ một tí nữa là ví dụ như cái lương á, cái lương của anh là nhìn theo giờ hay theo tháng, rồi anh có thể chia sẻ một chút về giống như thu nhập của anh á, để cho nhiều người cũng đáng thắc mắc có thể biết được. Thì ở bên này anh em mình sang bên Nhật này thì nó công ty thường giá theo hai kiểu, một là lương cơ bản là theo tháng, là tháng mình được khoảng tầm bao nhiêu man một tháng. Dạ. Hoặc thứ hai là lương theo giờ làm việc, thì khoảng tầm sen hơn sen một giờ làm việc. Dạ. Thì thứ nha là tháng nó cũng khoảng tầm khoảng 18. Thường là nếu mà anh em ở bên Việt Nam mà sang ký là đa phần là lương tháng khoảng tầm 18 đến 20 man. 18 đến 20 man là 36 36 đến 40 triệu. Yeah, một tháng. Có những công ty tốt thì nó lương nó cao hơn khoảng tầm 20 25 man chẳng hạn. Yeah. Còn lương giờ thì nó theo vùng rồi. Nhưng ví dụ như vùng ở Hokkaido thì là nó hơi thấp, thì khoảng tầm 850 yên một giờ. Ở trên Tokyo cao kia thì khoảng tầm 1 sen 1 200 một giờ. Còn ở trên chỗ Hùng thì lương cơ bản khoảng độ tầm 160 170 170 170 một giờ. Nhưng mà mọi người cũng lưu ý là lương, nên lương cơ bản là lương mà mình chưa bị trừ gì hết, nhưng mà chi phí mà mình bị trừ bên này thì nó nhiều lắm. Hầu như nào là lên kin, nào là thuế, nào là bảo hiểm, là cũng khá là nhiều. Bây giờ anh nói cái một tháng anh bị trừ tổng cộng hết tất cả các chi phí, từ không tính tiền ăn nha, từ nhà cửa xong rồi bị bảo hiểm các thứ là hết bao nhiêu một tháng? Như trước mình ở trên Kyoto kia là tháng là cứ khoảng tầm 8 man đến 8 man 3. Ui, là trừ đi rồi đấy.
Con... trừ là nhà này, yeah. nên kim này, yeah. Thuế này, bảo hiểm này, thuế thị dân này, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội này. Uầy. Đấy, con là 8 man. Ở đây. Ở đây thì mới lên đây thì cũng chưa biết được, chắc cũng khoảng tầm tầm 6-7 man. À, 6-7 man như thế. Về xưa nha. 8 man 16 triệu một tháng. Kiếm khủng khiếp luôn. À, đấy là còn chưa nói tiền ăn. Tiền ăn khoảng tầm 3 đến 4 man tùy người. Tùy người ăn nữa. Ừ. Con ở một cái nữa là trước anh đi ở, khi anh sang nhây thì anh sẽ đi ở một cái công ty, thì công ty để tên gì? Mình đi ở trung tâm ở Hải Dương, HTT Hải Dương. Rồi thì trung tâm giới thiệu việc làm Hải Dương. Tạm thời không hỏi về cái vấn đề công ty này, còn mọi người mà muốn biết rõ nữa thì có thể bình luận, xong rồi Hùng sẽ đưa một cái đường link hoặc đưa một cái ảnh gì của công ty cho mọi người tìm hiểu thêm nha. Hoặc là có thể hỏi Hùng, Hùng sẽ đưa Facebook của anh Sáng, anh Sáng sẽ tư vấn rõ hơn. Bây giờ kiểu gặp anh thì chia sẻ với mọi người một tí thế này thôi. Nói chung là sáng bên này mà như cái diện thực tập sinh như Hùng thì nó nhiều, nhưng mà diện kỹ sư như anh là nó lại ít hơn, cũng có nhưng mà nó không được nhiều như thực tập sinh là đi lao động á, phổ thông đấy. Còn như anh là lao động có cao hơn tí, có bằng cấp, xong rồi chế độ của anh nó khác, lương lá của anh cũng khác. Nên nhiều bạn mà kiểu mà đang thắc mắc và đang muốn đi theo diện kỹ sư thì qua cái video này thì có thể là biết thêm được một tí nha. Thực ra là ở trong vòng 10 phút hoặc là hơn 10 phút để mà quay một cái video để mà nói rõ hết tất cả vấn đề là không có, rất là khó mọi người ạ. Nên là mọi người có thắc mắc gì về cái diện đơn kỹ sư này thì có thể bình luận phía dưới, thì để Hùng và anh Sáng có thể giúp đỡ và giải đáp cho mọi người nha. Tại vì anh ở đây 2 năm rồi, còn lại là anh lớn tuổi đấy mọi người ạ, 30 mấy tuổi rồi, xa vợ xa con qua bên này, nhưng mà không, tất cả là vì okane, vì tiền cả. Ok, thì Hùng cũng quay ngắn ngắn sơ sơ như vậy nhá. Có gì hãy mọi người ở những video sau nha. Thấy hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ Hùng rồi nha. Ok, cảm ơn anh Sáng nha.